nay là cái khai diêm vòng nè. Thì trước khi cái thì các bạn nên dùng đất cẩn thận, đất thì nên phun ẩm trước khi cái. Thì đối với những cây nhỏ thì chúng ta có thể cái là bằng cách là cái chung 2-3 cây vô một cái lỗ cho nó nhanh, thứ hai là để cho nó phát triển thì mình mới tách ra lần thứ hai. Đây, cây kim vàng hai anh em đang qua cái bạn có thể là tham khảo nhé. Đực lỗ nhỏ vô rất là đơn giản, cây to thì có thể là một cây, nhưng mà cây nhỏ thì 2-3 cây cả rồi. Đất nhớ là đất phải là tơi xốp, nó cây nó dễ phát triển.